Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 170. Phẫn nộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Diệu liền tiến vào cung. La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín không yên lòng, bảo nàng dẫn theo rất nhiều thị vệ. Nhưng thị vệ Thẩm phủ cũng không thể bất cứ lúc nào theo Thẩm Diệu, khi đến cửa cung đều phải chờ ở bên ngoài. Trước khi đi Thẩm Diệu đã đem tất cả đồ trang sức tạ cảnh hành cho, có thể mang theo thì đều mang theo. Đối với Minh Tề Hoàng cung, nàng luôn dự đoán với ác ý lớn nhất, chỉ sợ xảy ra điều gì bất ngờ nên đã chuẩn bị vẹn toàn. Đến cửa cung, Cốc Vũ và thị vệ cũng phải chờ bên ngoài. Thẩm Diệu được cung nữ dẫn hướng Khôn Ninh cung. Dọc đường, cung nữ có chút kỳ quái, từ cửa cung đến Khôn Ninh cung đường không đơn giản, phải vòng qua vài cái hành lang còn qua vài hoa viên. Thẩm diệu nhưng lại đi quen cửa quen nẻo, thậm chí những bậc thang sinh cựu buông lỏng cũng không cần cung nữ nhắc nhở, nàng tự nhắc chân bước qua. Cung nữ trong lòng ngờ vực, chẳng lẽ thẩm diệu đến một lần khôn ninh cung, liền nhớ rõ con đường này quen thuộc như thế, không sai một chút. Cũng không nghĩ tới, khôn ninh cung kiếp trước chính là chỗ ở của thẩm diệu, từng cọng cây ngọn cỏ cũng đã ghi nhớ trong lòng. Bởi vậy, đối mặt đường hoàng trang trí, tinh xảo trưng bày, cũng làm như không thấy, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy trong mắt thẩm rượu chợt lóe lên căm ghét. Những điều này người khác cũng không biết. Đến khôn ninh cung, cung tỳ đang trải đầu cho hoàng hậu, thẩm rượu đợi một lúc lâu, hoàng hậu mới cho nàng vào. Hôm nay đồng thục phi vẫn chưa đến, chỉ có hoàng hậu. Nàng mặc trang phục triều chính, trên đầu đội chín con phượng châm, trang dung quý trọng, phả vào mặt một luồng cảm giác một nạt. Thẩm Diệu liếc mắt nhìn, trong lòng liền hiểu rõ. Lại còn coi nàng là tiểu cô nương không dành thế sự, muốn dùng hoàng gia uy nghiêm đe dọa nàng. Buộc nàng chủ động nhả ra, chẳng trách cố ý đẩy ra La Tuyết nhạn, như Thẩm Diệu nếu đúng là tiểu cô nương 16 tuổi, tại hoàng hậu ăn mặc như thế, chính thức trong lời nói như có như không uy hiếp vài câu, cảm giác mình tứ cố vô thân, trong lòng hoảng loạn không chừng sẽ nhà ra chuyện gì. Nhưng thẩm diệu không phải là tiểu cô nương. Người trước mặt là hoàng hậu, nàng kiếp trước làm hoàng hậu, so với người này kiến thức càng nhiều, cái giá càng to lớn hơn, ăn qua càng nhiều đắng, vì lẽ đó điểm ấy tử cáo mượn oai hùng tên tuổi, vẫn không để vào mắt. Thẩm diệu cục mắt xuống, nở một nụ cười khiêm tốn. Hoàng hậu chậm rãi nhíu mày. Thẩm diệu phản ứng không giống như nàng nghĩ, nàng không biết thẩm diệu là cố ý giả bộ hồ đồ hay vốn là ngu xuẩn ánh mắt rơi vào vòng tay của thẩm diệu hơi ngưng mắt cười nói này vòng tay thế nước rất tốt tiến lên để bản cung nhìn một cái thẩm diệu theo lời tiến lên hoàng hậu chấp lên tay thẩm diệu vòng tay không biết là tìm thấy ở đâu chất ngọc thúy sắc dục nhỏ êm dịu cực kỳ đang muốn khen vài câu liền nghe thẩm diệu cười nói hồi nương nương thần nữ cây châm cùng dây chuyền vòng tai cũng rất ưa nhìn. Hoàng hậu sững sờ, nhìn kỹ đồ trang sức của thẩm diệu và không khỏi cảm thấy khó hiểu. Cây châm đá mắt mèo phối với vòng tai chân châu, vòng tai chân châu lại phối với dây chuyền hổ phách và tay hoàn cùng các loại trang sức khác cũng không ngoại lệ. Từng món đồ trang sức đều rất tinh xảo và quý giá, nhưng khi toàn bộ được đeo lên người lại trông thật lộn xộn hoàng hậu đột nhiên không còn muốn khen ngợi đồ trang sức của thẩm diệu nữa và mất hứng thú với chiếc vòng tay kia trong lòng bà cảm thấy xem thường nhớ lại lúc trước người ta nói thẩm gia tiểu thư chỉ biết đến kim ngân sau đó cho rằng nàng đã thay đổi nhưng hôm nay thấy nàng vẫn không khác gì trước kia vừa nghĩ đến việc phải gả thẩm diệu cho thái tử hoàng hậu liền không vui nếu không phải vì thẩm gia binh quyền có thể trợ lực cho thái tử hoàng hậu chắc chắn không muốn một nữ tử thô bỉ như vậy bước chân vào đông cung. Hoàng hậu thả tay thầm diệu, nói, bản cung hôm nay đến, là muốn cùng ngươi nói một chút. Nàng thở dài, nói, cái kia một ngày cùng mẫu thân ngươi đề cập, bây giờ ngươi chưa đính hôn, tuổi vừa vặn, bản cung nhìn yêu thích, có chút muốn cùng ngươi làm cái mai mối. Tự nhiên, bản cung cũng sẽ không làm người khác khó chịu, này làm mai mối cũng muốn ngươi yêu thích mới được. Thẩm Diệu cúi đầu không nói lời nào. Hoàng hậu quay vỗ tay của nàng, "Ngươi cảm thấy bản cung trải qua có được hay không?" "Phong quang không phong quang." Thẩm Diệu trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng là cười đáp, "Nương nương sống rất tốt, rất phong quang." "Gả tới hoàng gia, để có quyền thế năng lực người sủng che chở, mỗi người phụ nữ đều có thể sống rất tốt, rất phong quang, bản cung là số phận tốt. Bây giờ ngươi cũng có như vậy số may." người có muốn hay không quá rất tốt rất phong quang. Lời này hầu như là có chút dụ dỗ ý tứ bên trong, thẩm diệu khóe môi hơi dương lên, lời nói khiêm tốn lại kinh hoàng, nàng đột nhiên quỳ xuống, nói, thần nữ bây giờ đã sống rất tốt, vạn vạn không dám mơ ước cái khác, lại không dám cùng nương nương đánh đồng, kính xin nương nương tha cho mệnh của thần nữ. Hoàng hậu sừng sốt, nàng không nghĩ tới thẩm diệu dĩ nhiên có phản ứng này, trong thiên hạ muốn leo lên cảnh cao làm phượng hoàng không phải số ít. Hoàng hậu hiểu được, phàm là nữ tử, tổng có mấy phần ái mộ hư vinh. Nàng lấy tự làm ví dụ dụ dỗ, thẩm Diệu tuổi còn nhỏ dễ bị thuyết phục, còn sợ nàng không động tâm. Miễn là thẩm Diệu thoáng nhà ra theo lại nói của nàng, tứ hôn một chuyện hoàng gia liền có thể danh chính ngôn thuận đẩy lên thẩm gia. Coi như muốn làm cường đạo, đều cũng muốn che giấu mấy phần ai biết thẩm diệu nhưng là có phản ứng này, tâm không dao động, không do dự, trái lại là sợ sệt. Hoàng hậu trong lòng muốn tức giận, lẽ nào làm hoàng hậu đáng sợ như thế? Hay thẩm ra tiểu thư kỳ thực là nhát như chuột, lại vụng về, căn bản không hiểu ý mình ám chỉ, còn tưởng rằng đại họa lâm đầu. Thực sự là không đỡ nổi tường bùn nhão. Thời gian sau đó, mặc cho hoàng hậu nói uyển chuyển, nghiêm khắc hay ôn hòa thế nào, Thẩm Diệu đều giữ dáng vẻ khiêm tốn, kinh hoàng. Chính dáng vẻ này khiến Thẩm Diệu giữ im lặng, không nhả ra một câu nào. Đến cuối cùng, hoàng hậu mang theo mấy phần hỏa khí, vô cùng không thích để Thẩm Diệu trở lại, chỉ muốn việc này từ Thẩm Diệu lúc này là đi không thông, còn phải cùng Văn Huệ đế tinh tế thương lượng một chút biện pháp mới. Vì hoàng hậu cuối cùng đã rất bất mãn với Thẩm Diệu, nên nàng đã ra lệnh cho cung nữ ở Khôn Ninh cung không cần chú ý đến Thẩm Diệu nữa mà chỉ giao nàng cho một tiểu thái giám bên ngoài, để tiểu thái giám đưa nàng ra khỏi cung. Tiểu thái giám tự nhiên tuân lệnh. Tiểu thái giám dẫn Thẩm Diệu đi ra ngoài cung, qua nhiều ngã rẽ, giữa các cung điện thâm nghiêm và đông đúc, trừ một số ít thiên điện của các hậu phi, phần lớn là nơi ở của thái giám và cung nữ. Tiểu thái giám dẫn Thẩm Diệu đi qua những nơi yên tĩnh, vòng qua một hoa viên, hầu như đối mặt với một khu vườn bỏ hoang thẩm diệu dừng lại và hỏi đây không phải là đường ra khỏi cung ngươi định dẫn ta đi đâu tay nàng không chút biến sắc đè lên cổ tay vòng tay trong tay áo không ai quen thuộc với minh tề cung điện hơn nàng nàng biết rõ đường nào thoát ra có lợi nhất tiểu thái dám sững sờ lập tức thấp giọng nói bùi tiên sinh muốn gặp cô nương bùi lang thẩm diệu hơi nhíu mày sau một chút suy nghĩ Thẩm Diệu quyết định theo Tiểu Thái giám đi tiếp. Bùi Lang đã lâu không liên lạc với nàng, Thẩm Diệu từng nghĩ Bùi Lang đã bị Phó Tu Nghi phát hiện. Tuy nhiên, khi phái Mạc Kình đi điều tra, dường như Bùi Lang vẫn ở Định Vương phủ và không có vấn đề gì. Nếu Phó Tu Nghi nghi ngờ Bùi Lang, chắc chắn sẽ không để hắn tự do như vậy. Bùi Lang tìm nàng nói chuyện, chắc hẳn có chuyện rất quan trọng. Trên đời này có bao nhiêu sự trùng hợp Thẩm Diệu không biết rằng ý định hoàng gia chỉ hôn nàng đã kéo theo nhiều người khác. Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn và Thẩm Khâu, những thân nhân của nàng, không ngừng bôn ba vì chuyện này, và một số người khác cũng góp phần vào. Ví dụ như La Lăng thể hiện chân tình, Tô Minh Phong xin cưới, Phùng Tử Hiền đến cứu viện. Nhân gian có vô số mối liên hệ, những liên hệ này giống như mạng nhện phun ra sợi tơ óng ánh, mỗi người một vị trí, một ngày nào đó kết thành tấm võng tinh tế và dày đặc tạo nên những sự trùng hợp kỳ diệu khó tin vinh tín công chúa tiến cung thân thể nàng không tốt mấy năm gần đây càng ngày càng gầy gò quanh năm rất ít khi vào cung hôm nay lại trông rất cấp thiết cung nữ muốn đi thông báo nhưng vinh tín công chúa khoát tay bản cung không mang thiếp mời có chuyện quan trọng muốn thương lượng với hoàng huynh không cần thông báo Thủ vệ cửa cung không dám cản, tuy rằng vinh tín công chúa bây giờ ít lộ diện, nhưng trước kia nàng là con gái được tiên hoàng sủng ái, tính tình kiên cường. Không ai muốn chọc giận nàng, vì sợ sau này không có quả ngon ăn nên đành cho đi. Cung nữ định tìm cỗ kiệu cho vinh tín công chúa, nhưng nàng từ chối, đi tiểu đạo, cỗ kiệu không tiện. Các ngươi đỡ bản cung, bản cung sẽ chậm rãi đi. Vinh tín công chúa lo lắng nàng không quan tâm đến sự việc trong triều mỗi ngày ở công chúa phủ nếu không tình cờ nghe bọn hạ nhân nói về chuyện của thầm diệu nàng cũng không biết hoàng gia có ý định gả thầm diệu cho thái tử không chỉ vì tạ cảnh hành vinh tín công chúa cũng muốn bảo vệ thầm diệu vinh tín công chúa rất thưởng thức thầm diệu thân là người trong hoàng thất nàng biết rõ nữ nhân gả vào hoàng gia bên ngoài nhìn phong quang nhưng thực sự không phải lúc nào cũng thoải mái huống hồ thẩm diệu không phải loại người ham vinh hoa phú quý nên chuyện này đối với nàng càng không cần thiết nếu thật sự gả vào đông cung thẩm diệu cả đời sẽ không hạnh phúc vinh tín công chúa vội vàng muốn gặp văn huệ đế hy vọng có thể thay đổi ý nghĩ của hoàng huynh liền đi một con đường tắt thẩm diệu đã đến một chỗ đình hẻo lánh đình này thấp thoáng trong rừng cây dựa lưng vào một hành lang thật dài trong hành lang có vài gian phòng thuận tiện để trốn. Bùi Lang liền từ một gian phòng đi ra. Tiểu Thái dám đứng bên ngoài canh chừng hai người. Thẩm Diệu gật đầu chào Bùi Lang, rồi hỏi, "Bùi tiên sinh có chuyện gì khẩn cấp cần bàn?" Định Vương đã niêm phong phủ đệ, không có cách nào cho ngươi truyền tin." Bùi Lang nói, "Chuyện thái tử muốn cưới ngươi vào cung là chủ ý của Định Vương." Thẩm Diệu nhíu mày, Bùi Lang thấy nàng không kinh sợ, liền hỏi, "Ngươi biết rồi?" đoán được là tác phẩm của hắn. Thẩm Diệu lạnh nhạt nói, Thái tử vô duyên vô cớ làm sao lại nhớ tới ta? Bùi Lang hơi nghi hoặc một chút về ngữ khí của Thẩm Diệu, dường như nàng rất hiểu rõ thái tử và phó tu nghi. Nhưng Thẩm Diệu chỉ là một khuê các nữ nhi, làm sao lại có thể hiểu rõ cá tính của các hoàng tử như vậy? Chỉ sợ Thẩm Tín còn chưa quen thuộc Thẩm Diệu như vậy. Nơi này hoang viên đã từng xảy ra chuyện quỷ quái thường ngày hầu như không có ai đến. Bởi vậy, Bùi Lang không lo lắng có người đi ngang qua. Hắn cao mày nói, chuyện thành thân, ngươi dự định làm sao? Thẩm Diệu có chút bất ngờ, Bùi Lang luôn là người chỉ phân tích lợi và hại mà sẽ không mang đến tình cảm cá nhân, hiếm thấy hắn hỏi về chuyện riêng của nàng, dù sao nàng thấy chuyện này cũng không quá quan trọng đối với đại cục. Thẩm Diệu nói, thuận theo tự nhiên. Ngươi không thể gả cho thái tử. Bùi lang nói. Có lấy chồng hay không không quan trọng. Thẩm diệu không thích thái độ chắc chắn của bùi lang. tựa hồ như hắn nắm tất cả mọi chuyện trong tay. Không thấy người khác dễ dùa. Chỉ làm theo những gì hắn cho là đúng. Nàng lạnh lùng nói. Coi như gà đi. Ta cũng chưa chắc sống không tốt. Cũng sẽ dùng biện pháp của mình để đạt mục đích. Đường đều do mình đi. Mỗi con đường đều có cách đi khác nhau. Bùi tiên sinh không thể cho rằng trên thế giới này chỉ có một con đường đi. Ta không phải có ý đó." Bùi Lang thở dài, gả vào đông cung, tất nhiên ngươi có thể đi con đường của mình. Nhưng lấy hôn nhân của ngươi để đánh đổi, điều đó quá tàn nhẫn, thực sự không đáng." Thẩm Diệu trong lòng khẽ động, nhìn Bùi Lang. Bùi Lang nói, lấy hôn nhân của ngươi để đánh đổi là quá tàn nhẫn. Trước đây, khi Huyền Du phải gả cho hung nô, Thẩm Diệu đã cầu Bùi Lang, vì Bùi Lang là tâm phúc của phó tu nghi lời hắn nói Phó Tu Nghi sẽ suy xét. Nhưng lúc đó Bùi Lang nói, nương nương, lấy hôn nhân của công chúa để đổi lấy sự mạnh khỏe cho minh tề, đổi lấy phúc lợi cho vạn dân, chẳng phải là điều tốt sao? Bùi Lang luôn nhìn sự việc từ đại cục, nhưng lần này lại đặt lợi ích của cá nhân lên trên. Bùi Lang không chú ý đến biểu hiện của thẩm diệu, hắn nói, hoàng gia đã truyền tin ra ngoài, không ai ở định kinh dám kết thân với thẩm phủ, thẩm diệu nói vậy thì sao nếu như không được ngươi gả cho ta đi bùi lang nói không khí tựa hồ có trong nháy mắt trở nên cứng ngắc cực kỳ nhưng trái với sự mong đợi của bùi lang ánh mắt thẩm diệu không có chút kinh ngạc không có e thẹn cũng không hề thay đổi sắc mặt nghiêm túc nhìn lại thậm chí tựa hồ có hơi lạnh lẽo nàng hỏi ngươi đang nói cái gì bùi lang trong đầu như bị dội một chậu nước lạnh lạnh lạ kỳ rõ ràng việc này hắn cũng chỉ vì lợi và hại mà phán đoán nhưng dưới ánh mắt trong suốt của thẩm diệu hắn lại cảm thấy như những bí ẩn nguyện vọng trong lòng bị nhìn thấy trong nháy mắt hắn trở nên chật vật bùi lang tránh né ánh mắt thẩm diệu lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói không thể gả tới đông cung người trung quy phải gả cho người khác lúc này mới có thể có một con đường sống gả cho ta có lẽ có thể chống đối một trận Bùi Tiên Sinh tại sao phải giúp ta?" Thẩm Diệu nhẹ nhàng mở miệng, trong giọng nói của nàng tựa hồ ngậm lấy một chút ngữ khí khác lạ, khiến người ta nhìn không thấu. Nàng nói, "Chúng ta chỉ là vì lưu huỳnh mà có quan hệ giao dịch, hoặc là nói là quan hệ chủ tớ. Ta là chủ, ngươi là phó. Từ đầu đến cuối đều là ta áp chế ngươi, nếu ta bị cầm cố, chẳng phải hợp ý của ngươi sao?" Theo phó tu nghi so với theo ta thì tốt hơn nhiều lần. Bùi tiên sinh giúp ta như vậy, không biết, còn tưởng rằng ngươi là chân tâm đây. Có chút chào phúng ý vị, bùi lang nghe vào trong tai cảm thấy khó chịu. Hắn không hiểu vì sao thẩm diệu có lúc khách khí với hắn, có lúc lại tựa hồ hướng hắn có địch ý. Có lẽ phụ nữ đều thiện biến như vậy. Nhưng câu hỏi của thẩm diệu, hắn không thể đáp được. Bởi vì chính hắn cũng không biết tại sao mình muốn làm như thế. Thẩm diệu khẽ mỉm cười, coi như ta gả cho bùi tiên sinh, cũng chỉ là phương án cuối cùng. Bùi tiên sinh muốn dùng thân phận gì cưới ta? Định vương sẽ bàn giao thế nào? Người sẽ không vì ta mà bại lộ thân phận của chính mình. Bùi tiên sinh là quân cờ tốt, ta cũng không muốn tùy tiện sử dụng. Huống hồ, nàng hơi nhấc cầm lên, thân sự và phu quân đối với ta mà nói, không quan trọng như các ngươi tưởng tượng. Chỉ là một người cùng giường cùng gối, cùng ăn cơm, ngủ chung, ngoài ra, có khác gì người xa lạ? Gả cho ai, ta không để ý. Có bị bức hôn hay không, ta cũng không để ý. Hạnh phúc hay sung sướng của ta, sẽ không dựa vào điều này. Bùi lang nghe vậy lắc đầu liên tục, muốn phủ định lời thẩm diệu. Hắn cảm thấy thẩm diệu tuổi còn nhỏ, không hiểu được cả đời đại sự đối với một nữ nhân quan trọng thế nào, chỉ là đang giận. Ngày sau hiểu rõ nguyên nhân, ăn phải vị đắng, mới biết hối hận nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy biểu hiện của thẩm diệu lại không thể nói ra lời thẩm diệu vẻ mặt chân thành nàng lạnh lùng và bình thản đối với chuyện ngoại giới có loại nhàn nhạt mất hứng như nhấc lên đều sẽ theo bản năng căm ghét nàng thực sự không để ý nhưng làm sao nữ nhân lại không để ý đến người sẽ làm bạn một đời với mình bùi lang ngơ ngác nhìn thẩm diệu bầu không khí giảng co thì lại nghe thấy có ác ý cười nhạo từ phía sau truyền đến không nghĩ tới còn có chuyện tình yêu như thế này thẩm diệu thốt nhiên quay đầu lại đã thấy phía sau không biết từ lúc nào xuất hiện hai hắc hi y nhân che mặt trong tay đều cầm trường kiếm lao thẳng về phía nàng bùi lang vội kéo thẩm diệu tránh né thẩm diệu lớn tiếng quát lên các ngươi là ai thẩm tiểu thư chớ trách chúng ta muốn trách thì trách ngươi cản đường người khác một trong hai người nanh cười, một người lao về phía bùi lang, còn người kia nâng kiếm hướng thẳng đến thẩm diệu. Không để lại chút đường sống, hắc y nhân đưa ra sát chiêu thẳng thừng. Thẩm diệu thầm nghĩ tình hình không ổn, không ngờ nơi bùi lang chọn lại thuận tiện cho người khác giết người diệt khẩu. Nàng đè tay lên vòng tay, nhưng vòng tay này cần khoảng cách gần mới phát huy tác dụng. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bỗng thấy hai cục đá từ trên trời rơi xuống, đánh trúng đầu gối hai hắc y nhân. Cả hai người đau đớn quát lên, ngã xuống đất. Soạt soạt hai ánh kiếm lóe lên, hai người mặc trang phục thị vệ đột nhiên xuất hiện, trở tay đâm trường kiếm vào lồng ngực hắc y nhân. Tất cả diễn ra quá nhanh, không kịp để ai thở lấy hơi. Hai người thị vệ mặc trang phục trong cung nhìn thầm rượu và cúi chào. Bùi Lang định lên tiếng, nhưng từ trên nóc nhà lại có một người rơi xuống vóc người thẳng tắp cao gầy mặc tử kim bào đeo mặt nạ bạc ánh mắt như lưỡi đao sắc bén đó là duệ vương duệ vương điện hạ bùi lang lẩm bẩm hắn vốn thông minh lập tức nhận ra hai thị vệ trước mặt là thuộc hạ của duệ vương nhưng hắc y nhân muốn giết người diệt khẩu lại không biết thuộc phe nào tuy không rõ thẩm diệu và duệ vương có quan hệ gì bùi lang không dám thất lễ vội cười khách khí chắp tay nói đa tạ Duệ Vương Điện Hạ ra tay giúp đỡ. Duệ Vương không nói gì, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Dù cách nửa mặt nạ bạc không thấy rõ biểu cảm, Bùi Lang vẫn cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo, khiến hắn dùng mình. Thẩm Diệu nhíu mày, Duệ Vương đã nắm lấy cánh tay nàng xoay người đi ra ngoài. Bùi Lang hoảng hốt, vội kêu lên, Duệ Vương không thể. Nhưng hai thị vệ lập tức chắn trước mặt hắn, hai người thị vệ này đều hung thần ác sát khắp toàn thân tỏa ra khí tức ma đầu giết người không chớp mắt bùi lang là người đọc sách không biết võ công dù muốn giúp cũng không cách nào thẩm diệu bị lôi lảo đảo theo duệ vương quay đầu lại bình tĩnh nói bùi tiên sinh về trước đi ta cùng duệ vương còn có chút việc duệ vương bước đi càng nhanh hơn bùi lang nhìn theo hai người khuất bóng trước mặt hai thị vệ lại liếc hắn một cái rồi mới rời khỏi trên đất vẫn còn hai bộ thi thể, bùi lang không thể ở lâu. Hắn không rõ mối quan hệ giữa thẩm diệu và Duệ vương là gì, chỉ là trong lòng hắn lúc này bỗng nhiên có chút trống vắng. Thẩm diệu bị tạ cảnh hành kéo mạnh đến đau đớn, hắn không nói một lời mà bước đi nhanh chóng. Nàng nỗ lực theo kịp bước tiến của tạ cảnh hành, nhưng đối phương người cao chân dài, đến đâu cũng không kịp, mấy lần suýt nữa vấp ngã. Cuối cùng, Thẩm Diệu lửa giận trong lòng cũng bùng lên, cả giận nói thả ta ra. Tạ Cảnh Hành đến một chỗ không người hành lang, mới đột nhiên buông tay ra. Thẩm Diệu bị hắn nắm hơn nửa đoạn đường, không ngờ bị buông tay ra đột một, suýt nữa ngã trồng vó. đứng vững lại sau đó, hỏa khí trong nàng bùng lên, nói người điên rồi. Nơi này hoa viên so với lúc nãy hoang viên muốn tại bên ngoài một ít, Thẩm Diệu có chút sợ bị người nhìn thấy liền muốn tự mình đi ra ngoài, lại bị tạ cảnh hành kéo lại, đẩy nàng lên tường, đè lại hai tay của nàng, mắt lạnh nhìn nàng. hắn mang theo mặt nạ bạc, lộ ra đường nét đẹp đẽ, cằm tinh tế, môi mỏng nhưng mím chặt. trong con ngươi không còn vẻ bất cần đời, mà là lửa giận dâng lên. hắn gần từng chữ một, thẩm diệu, ngươi chỉ có năng lực như thế này. thẩm diệu cao mày nhìn hắn. Tạ Cảnh Hành lại nắm chặt cầm của nàng, buộc nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn từ trên cao nhìn xuống Thẩm Diệu, giống như thợ săn nhìn xuống con mồi. Thẩm Diệu cực kỳ không thích bị người từ trên cao nhìn xuống, dãy rụa muốn thoát khỏi. Nhưng nàng là nữ tử, làm sao có thể cùng Tạ Cảnh Hành khí lực chống lại? Chút sức lực của nàng tại Tạ Cảnh Hành như cào ngứa. Tạ Cảnh Hành dễ dàng hóa giải sự dãy rụa của nàng thậm chí hơi khuất lên đầu gối chống đỡ chân nàng làm cho nàng không thể động đậy nhưng tư thế này càng thêm ám muội thẩm diệu hỏi ngươi đến cùng muốn làm gì tạ cảnh hành ngữ khí không rõ hỉ nộ la lăng tô minh phong phùng tử hiền hiện tại còn có bùi lang nhiều người anh hùng cứu mỹ nhân như vậy ta ngược lại thật sự coi thường ngươi thẩm diệu không nói khí lực trên tay của hắn tăng thêm nắm chặt cầm thẩm diệu làm nàng đau hơi nhíu mày nhưng chàng trai trẻ tuổi lại cắn răng nói gả cho ai không để ý cũng không để ý có bị bức hôn hay không người muốn gả vào phủ thái tử thẩm diệu trong lòng hơi động nghĩ đến lúc nãy nàng và bùi lang nói chuyện đều bị tạ cảnh hành nghe thấy người này thích nhất là trong bóng tối đêm tất cả mọi chuyện thu hết đáy mắt nếu là ngày thường thẩm diệu cũng không cảm thấy gì nhưng vào lúc này trong lòng đột nhiên ra mấy phần phẫn nộ. Như bị người nhìn thấy bí mật không muốn công khai, hoặc là mặt yếu đuối bị người hiểu rõ, vì giận dữ và xấu hổ mà sinh ra sự phẫn nộ. Nàng cười lạnh nói, gả cho thái tử lại có quan hệ gì? Ngược lại ngươi cũng biết, ta muốn làm hoàng hậu. Thái tử cuối cùng cũng là muốn ngồi trên hoàng vị, không chừng ta vào đông cung, đấu chết thái tử phi, chính mình đẩy lên, cũng là minh tề tương lai thẩm hoàng hậu, này có gì không tốt? Lời này nói có mấy phần ác độc quá đáng, tạ cảnh hành sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn cũng cười, chỉ là cười lạnh lẽo, đáng tiếc thái tử ngồi không lên hoàng vị. Thẩm diệu không biết được tạ cảnh hành phẫn nộ từ đâu đến, mà giờ khắc này nàng bị như vậy chất vấn, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ cùng oan ức. Có lẽ trong lúc kích động, tâm tình ngay cả chính mình cũng khó nắm, như nàng không biết mình oan ức từ đâu, nhưng muốn đem trải qua mấy ngày nay bị động, không cao hứng đồ vật toàn bộ tát ra ngoài. Tạ Cảnh Hành nắm chặt cầm nàng, chống đỡ chân nàng, cầm cố tay nàng. Hắn anh tuấn khó tin nổi, ngay cả phẫn nộ cũng có kiểu phong tình khác biệt. Những tà khí quanh quần hắn, khiến Thẩm Diệu trong nháy mắt tin rằng, cái bề ngoài bất cần đời, hững hờ chỉ là một phần, một phần khác của hắn là lãnh mạc, cứng nhắc, phẫn nộ đến làm người lạnh lẽo tâm gan. Phong cảnh cho dù tốt, đáng tiếc Thẩm Diệu không lòng dạ nào thưởng thức. Nàng nói, coi như hắn ngồi không lên hoàng vị cũng không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, cực lực bình tĩnh mở miệng, Duệ Vương điện hạ thì sao lại đến chất vấn ta? Ta và ngươi không có quan hệ tốt như vậy. Ta gả cho ai hoặc không gả cho ai, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu?" Lời này vừa nói ra, Tạ Cảnh Hành ngược lại chậm rãi nở nụ cười hắn tựa như cười mà không phải cười, kéo cầm thẩm diệu hướng mình, nói, người nghĩ biện pháp cùng ta tính toán chi ly, cùng ta cò kè mặc cả tính toán chuyện làm ăn, mượn tay ta giết người, nhưng bản lĩnh vô cùng. Làm sao, đến hiện tại, ngươi chỉ có năng lực này? Hà! Thẩm diệu cảm thấy có chút chua sót trong mắt, nàng thực sự là chán ghét cực kỳ tạ cảnh hành giờ khắc này diễn xuất. Nhưng mà tránh thoát không được, chán ghét sự bị động này. Nàng cảm thấy trước mắt sương mù mông lung, rất không thoải mái. Tạ Cảnh Hành hơi nhướng mày, nói, "Không cho khóc." Thẩm Diệu nước mắt muốn rơi nhưng không rơi, chỉ cảm thấy nội tâm xấu hổ cực kỳ. Nàng sống hai đời người, lại bị Tạ Cảnh Hành nói mấy câu đã nghĩ khóc, này giống kiểu gì? Nhưng nội tâm oan ức lại không có cách thư giải. Cảm giác cả người đều trở nên hỗn loạn không thể tả lại không muốn mất mặt nhưng không có cách nào tránh thoát. Dưới tình thế cấp bách, thẩm diệu trừng mắt tạ cảnh hành, cả giận nói, tạ cảnh hành, ngươi không cần quá phận quá đáng. Tạ cảnh hành, một đầu khác trong bụi cỏ truyền đến một tiếng thét kinh hãi. 171. Dường đông. Tạ cảnh hành. Thẩm diệu cùng tạ cảnh hành thốt nhiên quay đầu lại, đã thấy trong bụi cỏ lảo đảo đi ra một người. Khi người đó đến gần, Thẩm Diệu không khỏi cứng đờ, theo bản năng nhìn sang Tạ Cảnh Hành để xem vẻ mặt của hắn, nhưng vì Tạ Cảnh Hành mang mặt nạ, nàng không thể nhìn thấy gì. Người đó chính là Vinh Tín công chúa. Vinh Tín công chúa vốn là muốn rẽ đường nhỏ để vào cung, nhưng khi đi tới chỗ này, nàng hoảng hốt nhìn thấy Thẩm Diệu bị một nam tử lạ mặt kéo đi. Vinh Tín công chúa vội vàng bảo các cung nữ ở bên ngoài chờ, tự mình theo dõi. Nếu để người khác thấy Thẩm Diệu cùng nam tử lạ mặt ở cùng nhau, chỉ sợ sẽ gây ra lời đồn đại. Vinh tín công chúa tin tưởng phẩm hạnh của Thẩm Diệu, chỉ là lúc nãy nhìn Thẩm Diệu không có vẻ gì là tình nguyện, nàng lo lắng Thẩm Diệu bị một trong các hoàng tử quấy rối hoặc gặp phiền toái gì, nên muốn giải vây cho Thẩm Diệu. Nhưng không thể tùy tiện tiến lên, sợ gây hiểu lầm. Lúc đầu, nàng ở xa nên không nghe rõ giữa hai người nói gì. Sau đó, nhìn thấy thẩm diệu dường như sắp khóc nàng mới vội vàng tiến lên đúng lúc nghe thấy câu thẩm diệu nói tạ cảnh hành ngươi không cần quá phận quá đáng vinh tín công chúa thất thanh kêu lên nhưng khi thấy người nam tử cao to thẳng tắp xoay người lại hóa ra là một người thanh niên xa lạ đeo mặt nạ bạc người này khẽ gật đầu chào nàng vinh tín công chúa bước nhanh về phía trước lúc này mới nhận ra nam tử này là duệ vương đại lương duệ vương khi mới đến minh tề vào cung vinh tín công chúa đã từng gặp qua chỉ là nàng xưa nay không quan tâm đến triều sự nên không nhớ rõ lắm giờ nhìn thấy người này là duệ vương trong lòng nàng cảm xúc lẫn lộn nhưng vừa rồi thầm diệu rõ ràng gọi tạ cảnh hành nàng không nghe nhầm vinh tín công chúa có chút chất vấn nhìn thẩm diệu hỏi thẩm cô nương vừa rồi ngươi gọi duệ vương điện hạ Tạ cảnh hành. Thẩm diệu còn chưa kịp mở miệng, Duệ Vương đã chủ động nói, bản vương tên Tạ Uyên, tiểu tự cảnh hành. Vừa rồi thẩm tiểu thư gọi bản vương bằng tiểu tự. Thẩm diệu trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tạ cảnh hành phản ứng thật nhanh, lúc nào cũng có thể tìm cái lý do qua loa. Khi nhìn thấy nét mặt cổ quái của vinh tín công chúa, nàng đột nhiên phản ứng, trong lòng mắng tạ cảnh hành. Ngoại trừ thân nhân, chỉ có thê tử hoặc tình nhân mới gọi đối phương bằng tiểu tự nàng gọi tạ cảnh hành tiểu tự trong mắt vinh tín công chúa ai biết sẽ nghĩ gì tạ cảnh hành định là cố ý vinh tín công chúa nhìn giữa duệ vương và thẩm diệu cuối cùng dừng lại ở duệ vương có chút giống ví dụ như bộ tử y này chỉ có thiếu niên phi ngựa trương đài mới có thể mặc màu tím quý khí xuất trần như vậy nhưng lại có chút không giống xa lạ lạnh lùng thân là kẻ bề trên mới có quyết đoán mãnh liệt nhưng tàn nhẫn không giống thiếu niên trong trí nhớ tạ cảnh hành đã sớm chết chết ở bắc cương chiến trường vạn tiễn xuyên tâm mà chết trong lòng nàng đau nhói vinh tín công chúa đột nhiên che ngực khom người xuống dù đã qua bao nhiêu năm nghĩ đến cái chết của tạ cảnh hành nàng vẫn không thể nguôi ngoai ngọc thanh công chúa chết nàng coi tạ cảnh hành như con trai của mình Trung niên mất con, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi đau không thể nào so được. Thẩm Diệu liền vội vàng tiến lên nâng nàng dậy, thanh niên mặc áo tím kia nhưng đứng chắp tay, nhàn nhạt, nhạt liếc nàng một chút, thân hình không động. Vinh Tín công chúa bên môi không khỏi tràn ra một nụ cười khổ. Đúng, Dụệ Vương làm sao có thể là tạ cảnh hành? Nếu là tạ cảnh hành, làm sao có thể lãnh đạm như vậy? như nhìn một người xa lạ thấy nàng dẫy dụa đau khổ. Nếu tạ cảnh hành còn sống, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn nàng như vậy? Vinh tín công chúa khoát tay áo, nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm diệu đáp, hoàng hậu nương nương để ta tiến cung. Vinh tín công chúa hơi nhướng mày, lại nhìn tạ cảnh hành, hỏi, duệ vương làm sao cũng ở nơi đây? Thẩm diệu liếc mắt nhìn tạ cảnh hành, lên tiếng, Ta từ trong cung đi ra, dẫn đường tiểu thái giám trên đường có việc, đợi lâu không thấy, tự mình đi lại lạc đường, vừa vặn gặp Duệ Vương Điện Hạ, liền nhờ Duệ Vương Điện Hạ chỉ đường. Lời này hầu như chính là trắng trợn lừa người, vừa nãy vinh tín công chúa rõ ràng nhìn thấy Duệ Vương kéo thẩm diệu đi tới đây. Huống hồ thẩm diệu cũng gọi Duệ Vương là tiểu tự, quan hệ giữa hai người này không tầm thường. Vinh tín công chúa cảm thấy tức giận. Lúc trước Tạ Cảnh Hành mang Thẩm Diệu đến công chúa phủ, Vinh Tín công chúa nghĩ Tạ Cảnh Hành đối đãi Thẩm Diệu đặc biệt. Theo thời gian tiếp xúc, nàng càng thích Thẩm Diệu, luôn muốn tác hợp Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành. Nếu không vì Tạ Cảnh Hành chết trận, có lẽ chuyện tình cảm này đã thành. Bây giờ Thẩm Diệu lại cùng một nam tử khác có quan hệ, mà nam tử này lại cũng gọi là Cảnh Hành. Như thể đồ vật của mình bị người khác chiếm đoạt, Vinh Tín công chúa cảm thấy không thoải mái nàng biết thẩm diệu không thể cả đời không lập gia đình nhưng duệ vương không phải người minh tề hơn nữa vinh tín công chúa sống hơn nửa đời người nhìn người thấy rõ duệ vương làm việc quỷ dị khắp người đều toát ra nguy hiểm không phải nam nhân đơn giản thẩm diệu nếu yêu nam nhân này chỉ sợ quá phức tạp như vậy bản cung thay thẩm cô nương đa tạ duệ vương điện hạ vinh tín công chúa nói cực lực muốn phân rõ quan hệ giữa thẩm diệu và duệ vương Duệ vương gật đầu. Nếu dẫn đường thái giám không gặp, bản cung có cung nữ, để nàng mang ngươi ra ngoài. Sau khi đường liền không làm phiền Duệ vương, vinh tín công chúa nói, rõ ràng để phòng Duệ vương. Duệ vương cũng không nói gì, nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi rời đi. Chờ Duệ vương rời đi, vinh tín công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi thẩm diệu, ngươi và hắn tại sao biết nhau? Thẩm Diệu hôm nay không ngờ gặp Vinh Tín công chúa, càng không ngờ Vinh Tín công chúa nghe thấy nàng và tạ cảnh hành nói chuyện. Nàng âm thầm oán giận, ngày thường tạ cảnh hành ám vệ tai thính mắt tinh, con chuột chạy qua cũng bắt được, hôm nay lúc mấu chốt lại không phát hiện Vinh Tín công chúa. Nàng nói, từng trùng hợp gặp Duệ Vương Điện Hạ mấy lần, coi như quen biết. Vinh Tín công chúa sâu sắc nhìn thẩm diệu một cái, nói, ngươi không muốn nói, Bản cung cũng sẽ không ép ngươi. Chỉ là, người này không phải người minh tề, bảo đảm hắn không có mưu đồ gì đối với ngươi. Ngươi là cô nương thông minh, có một số việc cũng nên tự cân nhắc, không chỉ vì mình mà còn phải vì cha mẹ và đại ca của ngươi mà suy nghĩ. Bà càng lo Thẩm Diệu bị nam nhân lừa. Thẩm Diệu trong lòng giờ khóc giờ cười, hiểu lầm đến mức này, nghĩ cũng không giải thích được. Vinh tín công chúa vuốt ngực, thở hổn hển mấy hơi. Thẩm Diệu thấy thế, hỏi, công chúa cảm thấy không thoải mái ở đâu? Từ nhỏ đã có bệnh tim, vinh tín công chúa lắc đầu, mấy ngày nay bệnh tái phát mạnh. Thẩm Diệu thấy nàng đau khổ, hoàng hốt nhớ lại kiếp trước vinh tín công chúa cũng có bệnh tim. Thái y còn nói không cần lo lắng quá, khi bệnh tim tái phát sẽ rất đau đớn. Nàng nói, công chúa nên tìm một thái y để khám kỹ hoặc hỏi thăm những đại phu chuyên điều trị bệnh tim trong dân gian đau đớn như vậy rất khó vượt qua không sao vinh tín công chúa xua tay bản cung sống đến bây giờ nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ không nên hưởng thụ cũng hưởng thụ rồi cuộc đời này không thiệt thòi có lẽ không sống được lâu bản cung cũng không muốn dằn vặt giọng nàng dần thấp xuống dù sao cũng không có gì đáng để nhớ Thẩm Diệu biết nàng lại nghĩ tới tạ cảnh hành, không biết an ủi ra sao, chỉ có thể nói, tiểu hầu ra thấy công chúa như vậy, cũng sẽ không vui. Nếu hắn thật sự quan tâm ta, cũng sẽ không nhẫn tâm mà xôi tay đi về phía tây. Vinh tín công chúa thu hồi nỗi bi thương trên mặt, vỗ vỗ tay Thẩm Diệu, nói, Hoàng Huynh có ý định chỉ hôn cho ngươi, bản cung đã nghe nói. Hôm nay tiến cung, bản cung muốn nhắc việc này với Hoàng Huynh. Thẩm Diệu, ngươi cũng không muốn gả cho thái tử chứ?" Thẩm Diệu không ngờ Vinh Tín công chúa lại vì nàng mà nói đỡ, trong lòng có chút cảm kích. Kiếp trước nàng nhọc lòng lấy lòng Vinh Tín công chúa, chỉ nhận lại sự khinh thường và xem thường. Kiếp này, vì quan hệ với Tạ Cảnh Hành, Vinh Tín công chúa lại đối xử khác hẳn, thậm chí còn nguyện ý tranh thủ cho nàng trước Văn Huệ đế. Tuy biết rằng Vinh Tín công chúa không thể thay đổi quyết định của Văn Huệ đế, nhưng sự ân tình này nàng sẽ nhớ mãi thẩm diệu nói ta không muốn gả vào đông cung chỉ là công chúa không cần miễn cưỡng trên đời này mọi việc đều có ý trời thuận theo tự nhiên ông trời sẽ sắp đặt vinh tín công chúa ngược lại nở nụ cười nói người đúng là nhìn thông suốt nàng nói tiếp thời gian không còn sớm ta liền không muốn nói thêm trước tiên đi thôi ta sẽ để cung nữ đưa ngươi ra ngoài thẩm diệu được cung nữ của vinh tín công chúa đưa ra ngoài cửa cung chờ ở bên ngoài kinh chập và cốc vũ liền chào đón đầu tiên họ từ trên xuống dưới đánh giá thẩm diệu một lượt sau khi xác định nàng bình yên vô sự mới nói hù chết nô tì đợi thời gian dài như vậy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì cô nương nếu không ra chúng nô tì đều dự định tìm cách vào tìm thẩm diệu bật cười lại không phải đầm rồng hang hổ nào có đáng sợ như vậy nhưng trong lòng nàng lại nghĩ hôm nay xuất hiện hai sát thủ không rõ nguồn gốc dám to gan tấn công nàng trong cung chỉ cần truy cứu lên nếu nàng chết rồi với thái tử chỉ có hải đối phương nếu không muốn thấy thái tử độc đoán người gây ra chuyện này không phải là chu vương thì là ly vương phó tu nghi cũng không thể là người đứng sau vì sự việc của thẩm vạn và tần thái tử quá mới phó tu nghi sẽ không chủ động tạo thêm rắc rối vào lúc này với tính cách ẩn nhẫn của hắn, hắn sẽ tiếp tục ẩn mình một thời gian. Thẩm Diệu nghĩ liền không khỏi trong lòng cười lạnh, nói tóm lại, người phó gia không có một ai tốt. Thẩm gia và Phó gia nhất định sẽ đối đầu nhau, người không chết thì ta phải chết, đối phương ra tay ác như vậy, nàng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Mạc Kình tiến lên ra hiệu cho Thẩm Diệu lên xe ngựa, khởi hành về Thẩm Trạch. Tại cửa cung, người đến người đi trên đường phố bên cạnh có một quán rượu náo nhiệt trong góc có người đang quan sát động tĩnh của mạc kình và đám người khi thấy thẩm rượu từ cửa cung bình yên vô sự đi ra trong ánh mắt lóe lên một tia bất ngờ lập tức nhấc lên kiếm trên bàn lặng yên rời đi thẩm rượu trở lại thẩm trạch thẩm khâu và những người khác liền vây quanh hỏi thẩm rượu hôm nay trong cung hoàng hậu nói gì với nàng thẩm rượu bỏ qua chuyện tạ cảnh hành chỉ kể lại những gì hoàng hậu nói thẩm ra mọi người lo lắng không thôi, hoàng gia đầu kia đối với thẩm diệu không nhẹ không nặng uy hiếp, càng ngày càng gần, phải mau chóng nghĩ một biện pháp. La tuyết nhạn lại nghĩ đến những người đến phủ cầu hôn, muốn hỏi ý thẩm diệu. Nếu trong số đó có người nào thẩm diệu cảm thấy tốt hơn một chút, có thể trước tiên chọn người đó. Dù không phải hoàn hảo nhưng phẩm hạnh cũng không có vấn đề. Nhưng thẩm diệu hôm nay trải qua chuyện với tạ cảnh hành, đầu óc đều rối loạn, không còn tâm trạng để bàn luận những chuyện này. Khi La Tuyết Nhạn nhắc đến, Thẩm Diệu hiếm khi biểu hiện ra sự không thích. Thẩm Tín và mọi người thấy vậy, đều tưởng rằng Thẩm Diệu trong cung bị hoàng hậu làm quấy nhiễu tâm trạng, không tiện tiếp tục nói. Họ liền để Thẩm Diệu sớm nghỉ ngơi trong phòng, tự mình tản đi. Thẩm Diệu trở lại trong phòng, trời đã tối, cốc vũ thắp lên ngọn đèn. Kinh Chập thấy Thẩm Diệu hôm nay tâm trạng không tốt, cũng không dám ở lại phòng quấy giày, liền kéo cốc vũ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại thẩm dịu một mình. Nàng cảm thấy buồn bực, trải tóc một cách vô thức, trong lòng ngực tựa hồ như có một cơn giận dữ vô hình không thể nào xua tan. Nghĩ đến chuyện tạ cảnh hành chất vấn hôm nay, càng ngày càng phiền muộn và oan ức. Chuyện của nàng, liên quan gì đến tạ cảnh hành, sao hắn lại muốn nhúng tay vào cuộc đời của nàng? Nhưng chuyện hôn sự đến bây giờ, các thế lực khắp nơi xen vào, thêm vào tạ cảnh hành, nàng càng ngày càng thấy mình không thể tự chủ. Nghĩ về những lời bùi lang nói, thẩm diệu không nhịn được cười khổ, nhưng nụ cười thê thảm. Nữ nhân nào lại không muốn gả cho người mình yêu, bạc đầu dai lão. Nhưng kiếp trước nàng đã chứng kiến nhiều chuyện trên thế gian. Tình cảm giữa nàng và Phó Tu Nghi chỉ là đơn phương từ phía nàng. Nàng chưa bao giờ thực sự trải nghiệm tình cảm hai bên, nhưng hiểu rằng một khi yêu tâm tư liền không còn thuộc về mình nàng không muốn như kiếp trước ngây ngốc giao hạnh phúc của mình vào tay người khác hiện tại kiểm soát được trái tim mình vẫn dễ dàng hơn là thả ra chỉ là trong lòng vẫn không thoải mái nàng ngồi dưới đèn một lúc thực ra cũng không nghĩ gì qua một hồi lâu phốc một hồi thổi tắt đèn bò lên giường nhỏ ngủ duệ vương phủ hôm nay tuyết rơi đặc biệt lớn một đám hộ vệ run dày đứng trong gió ngay cả con bạch hổ đã lớn cũng bị vứt ở ngoài phòng ngủ phạt đứng hôm nay duệ vương ai gặp cũng không vừa mắt duệ vương phủ từ trên xuống dưới đều bị phạt ngay cả quý vũ thư và cao dương cũng bị nhốt vào tháp lao diện bích tháp lao là nơi giam giữ những tên tội phạm hung ác cực hình ở đây cũng rất tàn nhẫn nhiều người kiên cường đi vào không mấy ngày liền gào khóc thảm thiết thiết y lần đầu vào tháp lao ra khỏi phải dưỡng thương một tháng. Quý Vũ Thư và Cao Dương nhìn như những thiếu gia yếu đuối, vào tháp lao diện bích. Đám thị vệ của Duệ Vương Phủ đều âm thầm cảm thấy đồng tình. Dạ oanh lén hỏi Nam Kỳ, chủ tử làm sao thế này? Ai chọc giận hắn vậy? Nam Kỳ xịt một tiếng, thấy trong phòng không có động tĩnh gì mới thấp giọng nói. Thẩm ngũ tiểu thư bị trong cung tứ hôn, cao công tử và quý thiếu gia giấu nhẹm chủ tử mới phát hỏa giả oanh che miệng trợn mắt cao công tử và quý thiếu gia thật là gan giả dạ, dám giấu tin tức của thẩm ngũ tiểu thư chẳng trách bị nhốt vào tháp lao nói xong liếc nhìn con bạch hổ run rẩy trong gió rét đồng tình nói bình thường ăn ngon uống tốt tưởng khác biệt không ngờ cũng bị làm nơi chút giận hỏa lung nghịch tóc dài than thở giận dữ vì hồng nhan trong phòng tạ cảnh hành viết xong thư giao cho thiết y thiết y liếc nhìn do dự nói chủ tử lúc này thay đổi kế hoạch bệ hạ biết sẽ tạ cảnh hành liếc hắn một cái thiết y lập tức im lặng thời điểm chủ tử tâm trạng không tốt không nên phản đối tạ cảnh hành cất một phong thư khác vào phong bì nói tìm hiểu tình hình bên bùi lang còn có phùng tử hiền và tô minh phong hắn nhíu mày đột nhiên nhớ ra gì đó hỏi dược liệu thế nào rồi thiết y vội đáp đã phái người đi tìm sau khi tìm được sẽ lập tức đưa đến y quán vinh tín công chúa bệnh tim tái phát cần một vị thuốc dẫn hiếm có chỉ mùa xuân mới có tạ cảnh hành cũng sai người tìm kiếm và tiện tay bán lại cho y quán mau chóng tạ cảnh hành nói rồi đột nhiên đứng dậy khoác áo khoác ra ngoài thiết y sững sờ chủ tử còn muốn ra ngoài món nợ chưa tính xong. Tạ cảnh hành hừ lạnh, phẩy tay áo bỏ đi. Thẩm trạch yên tĩnh, thẩm diệu trong khuê phòng cũng đã tắt đèn, hiển nhiên đã ngủ từ lâu. Tạ cảnh hành đến thời điểm, Tòng Dương đang ngủ trên cây, nhìn thấy hắn lại đây, suýt chút nữa sợ đến từ trên cây ngã xuống. Vội vã leo xuống đứng thẳng đối với tạ cảnh hành hành lễ. Tạ cảnh hành liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, Tòng Dương vội nói, Thiếu phu nhân đã nghỉ ngơi. Tạ cảnh hành đi tới phía trước cửa sổ, liền thấy trên bệ cửa sổ có một ngọc hoàn và một chiếc hoa tai. Tạ cảnh hành nhìn Tòng Dương với ánh mắt hỏi dò. Tòng Dương nói, đây là thiếu phu nhân nghỉ ngơi sau, là lăng lén đặt trên bệ cửa sổ, thiếu phu nhân còn chưa phát hiện. Tạ cảnh hành nghe vậy, ánh mắt khẽ động, lấy chỉ thủ nhọn trong tay áo bốc lên cái bình an rơi, ném về phía Tòng Dương, nói, thu cẩn thận. Tòng Dương sững sờ, liền nghe tạ cảnh hành tiếp tục nói, trong nhà sủng vật thiếu cái điếu trị. Tòng Dương Tòng Dương chưa kịp phản ứng, tạ cảnh hành đã xe nhẹ chạy đường quen mở cửa sổ và vào trong phòng. Trong phòng, trên giường, thầm rượu ngủ rất ngon. Tạ cảnh hành đi tới cạnh giường, ôm ngực nhìn một lúc, nếu mày nói, ngủ đến mức này, xem ra không hề lo lắng về ta, đúng là gan lớn hắn ngồi xuống bên cạnh, tiện tay vơ vét một chén nước trà trên bàn uống một hớp, quay đầu nhìn thẩm diệu đang ngủ. Thiếu nữ khi ngủ không có vẻ đoan trang trầm ổn thường ngày, rút đi các lớp vỏ bọc, hiện ra vẻ đẹp tự nhiên. Dưới ánh trăng, nét thanh tú non nớt của nàng hiện rõ, khiến người ta nhớ rằng nàng chỉ là một cô gái 16 tuổi, không thể chỉ vì vị trí và thủ đoạn của nàng mà quên đi điều đó. Nghĩ đến thẩm diệu bị hắn xoa cầm, nhẫn nhịn nước mắt, Tạ Cảnh Hành trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Hắn đưa tay gạt mái tóc rối của Thẩm Diệu ra sau tai, thấy nàng khẽ run rẩy. Tạ Cảnh Hành biết nàng đang giả vờ ngủ. Tạ Cảnh Hành nhíu mày, ngồi gần hơn, hai tay chống đỡ hai bên thân thể Thẩm Diệu, cúi người, giọng nói ám muội vang lên: "Giúp nhiều lần như vậy, không bằng lấy thân báo đáp ta một lần." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Diệu, chậm rãi cúi người thẩm diệu cảm thấy thân thể cứng ngắc, cảm giác ngột ngạt từ trên xuống dưới ngày càng gần. Nàng đột nhiên đẩy tạ cảnh hành ra và ngồi dậy, giận dữ nói, ngươi muốn làm gì? Giọng nói có phần hoảng loạn. Tạ cảnh hành lại đẩy nàng trở lại giường. Thẩm diệu bất an dễ dụa, tạ cảnh hành buồn cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ làm gì ngươi sao? Rồi đánh giá nàng một chút, nghĩ hay lắm. Thẩm Diệu tức giận muốn gọi Mạc Kình vào đánh Tạ Cảnh Hành dừng lại. Bởi vì nàng ban đêm chỉ mặc trung y, lúc nãy cùng Tạ Cảnh Hành dãy rùa, trung y bị tuột xuống, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, và có thể thấy mơ hồ bên trong cái yếm hoa mai. Tạ Cảnh Hành nhìn hơi run run, Thẩm Diệu phát hiện ánh mắt của hắn, giận dữ và xấu hổ, đang muốn mắng người thì thấy Tạ Cảnh Hành đột một ném tử vào, che nàng trong chân. Thẩm Diệu từ trong chăn chui ra đầu, giận dữ nói, có bệnh. Tạ Cảnh Hành không để ý tới nàng, nhanh chóng quấn chăn quanh nàng, sau đó mới đặt nàng nằm yên trên giường. Thẩm Diệu không nhúc nhích được, Tạ Cảnh Hành liền một tay chống đầu nhìn nàng, cười như không cười. Thẩm Diệu rốt cục dãy dụa mệt mỏi, liền hỏi, ngươi tới làm gì? Thẩm Diệu, ngươi an phận một chút. Tạ Cảnh Hành cau mày nói, có ta ở đây ai dám buộc ngươi xuất giá. Thẩm diệu cười nhạt, ngươi cũng không ở minh tề cả đời, ta tóm lại có một ngày phải lập gia đình, ngươi bảo vệ ta hôm nay, không bảo vệ được ngày mai. Hộ ngày mai, luôn có một ngày không bảo vệ được. Nếu như bảo vệ được thì sao? Tạ cảnh hành hỏi. Thẩm diệu sững sờ, không nói gì. Tạ cảnh hành nói, ngươi không để ý xuất giá, hay căn bản không muốn gả người cái đó liên quan gì đến ngươi ngươi hỏi quá nhiều rồi thẩm diệu vẫn còn canh cánh trong lòng về hành động thô bạo của tạ cảnh hành ban ngày không định nói chuyện cẩn thận với hắn nhưng nghĩ lại dáng dấp này của mình nào giống làm hoàng hậu đúng là như những cô gái tiểu thư yếu đuối bình thường nghĩ rằng mình đã cùng người này làm phiền nhau lâu như vậy thẩm diệu lại không vừa ý chính mình dáng dấp thất thường của nàng rơi vào mắt tạ cảnh hành làm hắn thấy thú vị hắn trở mình đặt thẩm rượu dưới thân một tay chống đỡ bên đầu nàng thấp giọng hỏi ngươi muốn gả ai la lăng tô minh phong phùng tử hiền hay là bùi lang hắn càng ngày càng áp sát khuôn mặt anh tuấn dưới ánh trăng phóng to trước mắt thẩm rượu nàng có thể ngửi thấy hương lá trúc trên người hắn đôi mắt của hắn cực kỳ đẹp lúc này mang theo ý vị uy hiếp như muốn ép ra chân tâm của nàng Bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, những bí mật trong lòng nàng như không chỗ che giấu. Thẩm Diệu đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Khoảng cách này quá gần, gần đến nàng có thể nghe được nhịp tim ầm ầm, nhưng nàng không nhận rõ là của mình hay của Tạ Cảnh Hành. Không muốn mất kiểm soát, Thẩm Diệu đột nhiên co rút lại, nhưng sau lưng nàng là giường lương, Tạ Cảnh Hành đưa tay che chở, tránh cho nàng đụng đầu. Điều này không liên quan gì đến ngươi. Thẩm Diệu nhanh chóng mở miệng nói, chúng ta chỉ là minh hữu, minh hữu chỉ là hợp tác lẫn nhau. Duệ Vương không nên can thiệp vào chuyện đại sự cả đời của ta. Đừng nói là xuất giá, ngay cả việc lấy chồng, ly hôn hay bị phế chuất cũng không liên quan đến ngươi nửa phần. Tạ cảnh hành nghe nửa câu đầu còn rất tức giận, nhưng khi nghe nửa câu sau lại cảm thấy giờ khóc giờ cười. Hắn nói, ngươi đang nói lung tung gì vậy, ngươi thực sự muốn làm phế hậu sao đây không phải lần đầu hắn nghe nàng nói về việc bị phế hậu tạ cảnh hành không thể hiểu nổi chẳng lẽ thẩm diệu lại thiếu tự tin đến mức nhất định phải nghĩ đến kết cục thê thảm như vậy bình thường nàng không giống là người tự ti như thế thẩm diệu tức giận đến không biết lựa lời nói không liên quan gì đến ngươi chúng ta chỉ là minh hữu ngươi dựa vào cái gì quản chuyện của ta Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm nàng, tự hồ cũng bị nàng chọc giận, hắn vốn cũng là người kiêu ngạo, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị người ghét bỏ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu gất ức. Hắn hỏi, "Lá Minh Hữu?" Thẩm Diệu gật đầu. "Minh Hữu đừng để ý đến chuyện của ngươi." Thẩm Diệu tiếp tục gật đầu. Tạ Cảnh Hành thoải mái nói, "Được thôi." Hắn nhanh chóng cúi người, chạm nhẹ lên môi Thẩm Diệu, khiến nàng trong nháy mắt ngây người. Tuấn Mỹ thanh niên mặc áo tím dùng một giọng điệu cực kỳ ác liệt nói, hiện tại không phải minh hiểu. Ngươi, thẩm diệu không nói nên lời, trên môi tựa hồ còn lưu lại cái cảm giác ôn nhu hời hợt kia. Hắn cười bất cần đời, như vậy liền có thể quản chuyện của ngươi. Dứt lời, hắn đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống thẩm diệu, đe dọa, nhớ kỹ, sau này xuất giá, sinh tử, ly hôn, hay bị phế chuất, đều phải có sự đồng ý của bản vương. Dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn bệ cửa sổ một chút, rồi lắc mình rời đi. Ngoài phòng, Tòng Dương bị ép nghe lén hơn nửa ngày, mặt đỏ tới mang tai, nhưng không dám rời đi. Khi tạ cảnh hành đi ra, Tòng Dương cung kính hành lễ, tạ cảnh hành nói, sau này có người đưa đồ vật tới, trực tiếp ném xuống. Hắn tiếp nhận thỉnh an từ Tòng Dương, vẻ mặt không vui rời đi. Phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn